Em chào khán giả, chúc khán giả nhiều niềm vui ạ. Em có mặt tại bến đò xã Sơn Đông vào buổi sáng rất là đẹp. Mọi người đi qua đò, đi làm việc và đi chơi. Hôm nay có hai chiếc đò đưa rước luôn. Trông rất là đẹp, khán giả cùng xem ạ. Buổi sáng trời không có nắng, còn sương mù nên phong cảnh cũng khá là mờ nhạt. Sông hôm nay nước đang ròng, ra nên xà lan cũng rất là ít chạy á. Đò này là đò của xã Sơn Đông, đò này sẽ đưa khách qua thành phố Mỹ Tho à. Chạy rất là đẹp luôn. Một chiếc tắc kháng chạy tốc độ rất là lẹ, rất là đẹp. Tắc kháng chạy xong rất là mạnh, vỗ ra bên. Bây giờ mới thấy chiếc xà lan, là thỉnh thoảng mới nhìn được chiếc xà lan đang chạy đến. Đây là xà lan hầm, chở rất là nhiều hàng hóa.
thì ngày thường chỉ chạy một chiếc ha. Hôm nay thứ bảy, thường thường thứ bảy chủ nhật sẽ hai chiếc chạy để đưa rước khách. Dưới sông thì có ghe chạy, có một chiếc ghe chạy. Lúc trước thì rất là nhiều ghe, nhưng bây giờ tỉnh thoảng mới thấy được một chiếc ghe thôi, đa số là xà lan nè. Có lẽ là khách bắt đầu ít rồi, có lẽ chiếc đò này bắt đầu dẹp bớt một chiếc hay gì đó. Hình như đò này dẹp bớt một chiếc thì phải chạy xuống mé này. Một chiếc đò bán khách dẹp bớt.